chửi ướt lên hết trơn rồi nè. Trời quá trời cá luôn nè mọi người ơi, thấy chưa? Cá trời luôn, cá gì á? Ướt mình hết trơn rồi nè, trời ơi cá tè tối tanh dình luôn. Có lừa lên là chim luôn. Nguyên chim luôn. Là chim, nguyên chim luôn. Đây, đây là quê của Tina. Đó. À, mấy ông anh của Tina dẫn xuống bờ sông. Sông này ta kêu gì ta? Sông Tiền của thị xã tỉnh An Giang. Đó, đi bắt cá, đi chợ cá. Đúng không? Thị xã tỉnh An Giang luôn. Thị xã Tân Châu có tỉnh An Giang được. Ờ thị xã thôi, khỏi cái tự chữ Tân Châu luôn đi. Ta bơi xù, ta chạy ở ngoài. Sâu lắm. Sâu lắm. Chết luôn. Thành nằm lên đỉnh đồ dưới một cái rồi. Đây. Bây giờ Tina sẽ đi xuống dưới này. Coi có cá không? Không có con cá nào hết. Ướt mình rồi, anh nhìn luôn rồi. Ủa nãy người ta sắp dép xuống đây luôn chứ. Để lát phải đi lên lại à, đi ngược lên lại. Đây là ở trên cái bờ chè. Bờ chè Tân Châu An Giang. Bên kia, bên bờ bên kia là gì Hồng Ngự. Bên giáp bên bến phà bên kia là Hồng Ngự. Đó. Giờ đi nè. Đó. Quý vị thấy chưa? Cảnh đẹp mơ hồ luôn đó. Đó. Ý có ốc nữa nè, có ốc nữa nè. Ôi giời trời ơi. Ở đây là đá lởm chởm không mà đi rất là khó. Đó, đó. Ôi trời ơi, mấy cái đá đang khốn chân luôn. Chim chim. Đó. Đó, bây giờ anh đó, ông đó là anh hai của Tina. Đó, còn cái anh mà đang hợp lặn cái quận quận này kia đó là để tháo lưới đó. Ở dưới này nó có những mấy cái kẽm cái gì ta. Ta kêu là lưới 40 gì đó. Cá luôn kìa. Sợ nó. Cá luôn kìa. Nó. Kìa lại bắt cá. Kìa có cá vượt lên đây. Đâu. Nó trong cái lỗ hay gì kìa. Lúc đi lấy cái kìa. Ừ nãy không lấy cái thùng. Cái thùng cá. Đó. Tốt thùng lại. Thấy chưa. Quá trời. Đâu rồi. Chồng nó đậu gốc đâu cái hộp. Thì cái này quay đăng YouTube nè chứ đòi gì nữa. Bây giờ đầu cổ thì nó có cái mùi. Có nước cá đó. Nó hơi tanh tanh. Đó. Nè. Quay cá nè. Nãy ông quăng con cá vô trong cái tối luôn. Đâu cho coi con cá ra nó. Đó. Đó. Nãy nó quọn nó làm một cái vòng. Đó. Cái gì? Thôi. Mấy cái bông gì? Bông lục bình. Ê bông lục bình mình ăn được mà phải không? Là ăn với gì? Chấm hả? Chấm cá kho đâu hả? Đó, trên phía sau lưng Tina là có bông lục bình nè, đó, nó luôn, nó nhấp nhô lên vậy đó. Nè, đó. Thấy chưa? Thấy mấy ảnh đi chạy cá mà công nghệ cao luôn đó. Hồi nãy giờ thì chắc cũng được nhiêu con đây. Tầm mười mấy con á. Đằng kia nè, đằng đó, đằng phía sau lưng của Tina là cái bến phà mương miểu của Tân Châu An Giang. Trời ơi, sao cây không vậy?